Trao đổi với tuổi trẻ online, chiều ngày 15 tháng 3, một lãnh đạo ngân hàng nhà nước chi nhánh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này có văn bản yêu cầu ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Eximbank chi nhánh Quảng Ninh có văn bản báo cáo liên quan thông tin vụ việc nợ tín dụng từ 8,5 triệu đồng lên hơn 8,8 tỷ đồng sau gần 11 năm gây xôn xao dư luận. Theo vị lãnh đạo ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, Hiện nay, Exim Bank Quảng Ninh đang chờ hội sở của Exim Bank tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các thông tin liên quan đến khách hàng cũng như quá trình phát sinh dư nợ để tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh. Trao đổi với tuổi trẻ online, ông A, vị khách hàng trên khẳng định bản thân cũng là bị hại trong vụ việc khi không hề biết đến sự tồn tại của thẻ tín dụng cũng như không tiêu số tiền 8,5 triệu đồng trong thẻ tín dụng này. Nói trước đây mình có có nhờ một bạn ở bên ngân hàng đấy làm cho mình một cái thẻ tiến dụng một hai tuần sau ấy. Dạ. Thì bạn bạn ấy có gọi mình ra trụ sở. À, vâng. À, có nhưng mà gọi ra thì lại không vào trong trụ sở mà đứng ở ngoài cửa nhá. À. Bạn, bạn ấy đưa cho mình cái cái, cái thẻ cái, à? cái hồ hồ sơ, hồ sơ hồ sơ mở à hồ sơ à. nhận thẻ mà để tận 4 năm sau mà tôi khi tôi có nhu cầu vay vốn tôi mới phát hiện ra mà tôi lại phải, phải là người chủ động sang làm việc với ngân hàng thì mình có nói là thôi bây giờ tôi cũng là người bị hại. Dạ. Và ngân hàng cũng là người bị hại. Vâng. Dạ. Cũng cũng bị thiệt hại thì dạ. tôi chấp nhận khác khắc phục hậu quả bằng được. cái việc là tôi sẽ trả lại cái tiền gốc là 10 triệu cái thẻ tín dụng trị giá cái thẻ tín dụng đó. Rồi. Và tôi chấp nhận nộp thêm 10 triệu nữa để gọi là nộp gọi là phí phạt. Rồi. Mặc dù cái số tiền này tôi không được tiêu. Đúng rồi. Và tôi không biết là cái thẻ này có nó còn tồn tại nữa cơ. Rồi. Đấy, thì ngân hàng không chịu làm việc hai ba lần không không đạt được kết quả, mình Đúng rồi. có mình có yêu cầu là họ sẽ trả lời bằng văn bản cho mình.